Rồi ok, chào mọi người. Thì có một anh nhờ mình test cái chức năng AirPlay của cái con Sony Mavic X1 này, nên là mình làm clip để sẵn cho mọi người nghe chơi nhé. Đó, thì nói chung AirPlay là một cái nền tảng stream qua cái giao thức Wi-Fi, người Wi-Fi của cái hệ điều hành iOS mọi người. Thì thường những cái app nào mà nó có cái chức năng AirPlay thì mình sẽ dùng được với cái thiết bị điện thoại, và đương nhiên là cái thiết bị này nhận cũng phải có chức năng AirPlay. Rồi, thì nếu mà để có AirPlay thì thường phải có Wi-Fi, Wi-Fi thì phải có cái anten này, hoặc là có cái mạng LAN. Mạng LAN là mạng cắm dây. Ok, nó đang khởi động hơi lâu. Bây giờ để mình bấm chuyển cái function qua nha. Function mình sẽ chọn network đi. Ok. Rồi thì trên YouTube mọi người, mình sẽ mở một cái bài hát và mình chọn cái chơi theo cái chế độ Airplay. Airplay mình bấm vô này là stream mọi người. Ok, thì đây nó sẽ hiện lên là cái con Mavic S1 đây. Rồi ok, rồi mình bấm play thôi, bấm play. Đó, bấm like thì bắt đầu nó sẽ stream cho nó rồi. Nó stream lên đây. Rồi, bấm luôn lên đây. Đó là clip này nha mọi người. Đây là clip đế vương của cái anh này, Ôn Vĩnh Quang gì đây. Đó, có xanh xanh này là đang airplay nha mọi người. Một bậc quân vương mang trong con tim anh hai đất nước, ngỡ như dân an ta sống chẳng bao giờ nào ngờ một hôm nào du nhân gian trong một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường, trời cao như đang trêu người thân ta bông hoa ơi, cháu mang con tim trao cho một nam nhân thương, dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn, mà nào ngờ đâu thân em ở đây thậm chí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tương tư đắng lòng biết bao, một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào nàng lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương xa hầu. Một nam nhân thương,
dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cùng cân. Tiếng em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn, mà nào ngỡ đâu thân em nơi đây, nhưng tâm trí nơi nào nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa, mà có lẽ nào nàng lại yêu thương quan tâm hơn ta một thế phương sao. Giọt lệ quên vừa không khi nào rơi, khi nữa chưa tàn mà tình chưa yên, nên vương chiến ly giọt buồn chưa tràn. Anh lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng, một bước quân vương uy nghiêm oai phong. Đó, rồi ok, đó là cái chức năng mà Airplay đó người, Airplay đó mình test sơ một bài thôi, một bài mà cái anh đó yêu cầu thôi nha. Rồi. Đó, cảm ơn mọi người nhiều. Đó thì cái bộ này nói chung mình cũng có làm nhiều rồi, nếu mọi người muốn coi full những cái chức năng khác như là đi CD này, rồi test cái chức năng đọc ổ cứng, đọc USB hay là giải mã PC từ laptop người, giải mã USB gọng nó phía sau người. Đừng để mình mở xoay cho người coi nha. Thì cái dây mạng là cái dây này, cái dây len này. Đó. Nói chung cái con này là cũng thuộc trong một cái đầu âm ly số mà rất là đáng chơi của Sony. Rồi, phía sau đây thì phía sau này sẽ có một cái cổng giải mã USB, gọi là cái cổng này gọi là USB-B, nó là cái cổng giống như cổng máy in đó, để giải mã nhạc từ laptop, PC nè, rồi một cái cổng LAN nè, cái này là cái anten Wi-Fi thôi, rồi nó cổng line in, line out để xuất âm thanh ra, dắt thì được mạ vàng hết nè, bốn cọc loa, cọc loa này dạng như là cái cọc của Marantz. Thì con này nó sẽ chơi từ 4 tới 16 ohm mọi người, 4 tới 16 ohm. Ok, đây có một cái quạt tản nhiệt. Rồi, con này thì sản xuất Trung Quốc nha người, sản xuất Trung Quốc. Năm sản xuất là 2015 mọi người. Rồi, nó gọi là con Multi Audio Player System nha người, con này nè. Multi là nhiều chức năng á. Rồi, rất là nặng nha người, con rất là nặng. Ok, rồi tạm biệt mọi người ở đây nha.